Hi, xin chào tất cả mọi người. Ok, hôm nay mình sẽ quay trở lại với cái nội dung của video là mình chia sẻ cho các bạn những cái đồng coin uh, tiềm năng trong tháng 4 và tháng 5 mà theo cái bản báo cáo Bravado họ đã đề cập tới. Thế thì uh, sau cái cái video phần 1 thì mình vẫn nhận được rất là nhiều yêu cầu các bạn là sẽ chia sẻ nốt ba cái đồng coin còn lại trong cái tài liệu này. Thế nên là mình uh, quyết định là mình làm tiếp và cái video này và hy vọng là các bạn sẽ có được những cái thông tin hữu ích. Ok, trước khi đến với cái nội dung của video thì những cái bạn nào mà mới đăng ký kênh youtube của mình thì sau khi đăng ký các bạn hãy nhớ ấn hình quả chuông ở bên cạnh để khi nào mình có những cái video mới nhất thì các bạn sẽ là những cái người đầu tiên nhận được. Ngoài ra là các bạn hãy nhớ follow cả kênh telegram của mình. Hiện tại kênh telegram của mình có trên 1.000 thành viên thì mình vẫn thường xuyên update thông tin trên cả kênh telegram lẫn kênh youtube cho mọi người để giúp mọi người có được những cái thông tin chính xác cũng như là cập nhật nhất. Đó, thì uh, với cái nội dung của video ngày hôm nay ấy, thì uh, hoàn toàn là mang dựa trên tính chất là tham khảo là cái tài liệu tham khảo uh, sau khi mình chia sẻ cái tài liệu của cái nhóm Bravado thì có rất là nhiều bạn yêu cầu mình uh, làm về cái, những nội dung về cái video hai cái video mà mình định làm tới đây uh, tuy nhiên là uh, những cái nội dung trong cái video này cũng như là những cái video, cũng như là cái video phần 1 thì hoàn toàn là không mang tính uh, không không phải là cái lời khuyên đầu tư thế nên là các bạn nếu như các bạn muốn đầu tư vào những cái coin này thì các bạn phải uh, tự tìm hiểu, cân nhắc kỹ cũng như là chọn cái thời điểm thích hợp để mà có thể đưa ra được những cái quyết định chính xác được không ạ? Ok quay trở lại với cái nội dung thì uh, cái video trước mình đã chia sẻ cho các bạn hai cái đồng coin mà họ có nhắc đến là đồng Chetsu cũng như là đồng coin Oyster thì các bạn nào chưa xem video phần 1 thì có thể uh, quay trở lại À, mình đã làm cái video stay cách đây hai ngày thì các bạn có thể xem lại cái video này và ba cái đồng coi hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn ấy cái đồng coi đầu tiên đó là đồng uh, cable network thì uh, nói sơ qua một chút cái đồng cable network này thì đây là một cái đồng coi uh, phục vụ cho cái mục đích là họ mở rộng một cái năm mạng lưới có tên là cable và mạng lưới này thì giúp trao đổi những cái tài sản cũng như là các đồng tiền giao dịch thì các bạn có thể hiểu đơn giản đây là một cái sàn giao dịch tiền điện tử và cái điều đặc biệt của cái sàn của cái sàn Kyber này mình muốn đề cập đến các bạn. Cái thứ nhất ấy, là CEO của uh, sàn Kyber là người Việt Nam và điều này thì làm mình rất là tự hào khi mà uh, có một người Việt Nam là 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 CEO của một cái dự án mà được nhắc tới khá là nhiều trên uh, các diễn đàn quốc tế và không chỉ có vậy, uh, cái cái người mà gọi là advisory cái người hỗ trợ tư vấn cho cái dự án này chính là Vitalik là là, là người đã sáng lập lên cái đồng coin Ethereum. Như vậy là các bạn có thể thấy là cái dự án Kyber này được uh, cộng đồng quốc tế đánh giá rất là cao và có CEO là người Việt thế nên là chúng ta nên tự hào khi có một cái dự án như vậy. À, về chi tiết thì các bạn có thể tìm hiểu trên uh, các website thì mình ấy là mình thấy là khá nhiều web đã viết về cái đồng Kyber này. Thì trong cái khuôn khổ video mình sẽ không đề cập quá chi tiết đến cái nội dung cũng như là cái công năng của cái đồng coi đó mà mình sẽ chỉ tập trung thứ nhất là update cho các bạn những cái sự kiện của cái đồng Coi này trong thời gian tới cũng như là phân tích cái biểu đồ giá của cái đồng Coi đó. Thì với cái đồng Kyber thì ở trên cái bản báo cáo thì họ có viết rằng là họ cảm thấy đây là một cái dự án sản giao dịch rất là tiềm năng và sản giao dịch này thì đã có một cái bản beta đã được đưa ra, đã được ra mắt vào ngày 19 tháng 3 và và cái bản beta này thì đã có khách hàng sử dụng. Họ hiện tại thì vẫn đang trong cái quá trình nâng cấp cũng như là cải tiến À, tất cả những cái chức năng trong cái sàn giao dịch Kyber. À tuy nhiên có một cái điều điều rất là tích cực đối với cái sàn giao dịch này, đó chính là các trader họ bắt đầu bắt đầu sử dụng cái đồng Kyber token để mà có thể trade trên cái nền tảng Kyber Network Platform. Và với cái việc này, với cái việc mở với cái việc họ trade bằng cái đồng Kyber token thì trong cái thời gian tới khi mà họ sẽ ra cái phiên bản chính thức thì nó sẽ đẩy giúp cho cái cái giá của cái đồng coin Kyber được đẩy lên cao. Nhờ cái việc này, ngoài ra thì cái đồng Kyber họ còn có uh, thông báo rằng họ đang có những cái đối tác là những cái công ty cung cấp những cái ví blockchain rất là nổi tiếng trên thế giới như là uh, Cipher power hoặc là AmToken. Và họ tin tưởng rằng là với cái sự hợp tác cũng như là với cái roadmap mà cái đồng Kyber này họ đưa ra thì nó sẽ uh, là một cái dự án mà rất là tiềm năng về cái mảng sàn giao dịch trong cái thời gian tới thì đấy là những cái chia sẻ của à, nhóm bravado về cái đồng coi Kyber vậy thì chúng ta tiếp theo là chúng ta sẽ đi tới cái việc phân tích cái biểu đồ giá của cái đồng coi Kyber thì đây chính là cái đồ thị giá của đồng coi Kyber hiện tại thì các bạn có thể thấy à, theo như họ phân tích thì à, cái đồ thị hiện tại của đồng Kyber đang hình thành một cái mô hình gọi là mô hình lá cờ à, bạn nào mà chưa biết về mô hình lá cờ thì các bạn hoàn toàn có thể google mô hình lá cờ là một cái mô hình mà các sóng tăng và giảm tạo nên một cái hình giống như lá cờ và sau khi và sau khi kết thúc cái hình lá cờ thì sẽ là một cái sóng tăng tiếp theo là giai giai đoạn tiếp nối và chính vì vậy các bạn có thể thấy theo dõi cái đồ thị của Kyber hiện tại đang trong cái quá trình đây chính là cái cán cờ và đây là cái cờ như vậy là theo lý thuyết của mô hình lá cờ thì cái thời gian tới cái đồ thị giá của đồng Kyber sẽ đi lên và ở trên này họ và ở trên này thì sẽ gặp một cái ngưỡng gọi là ngưỡng cản trở và nếu như đồng khai vượt qua được cái ngưỡng cản trở này thì sẽ uh, tiếp tục là đi vào uptrend thế nên là các bạn muốn đầu tư vào cái đồng khai các bạn thứ nhất là phải để ý uh, khi nào cái giá của đồng khai vượt qua được cái uh, khoảng tích lũy hiện tại cái khoảng tích lũy là cái khoảng mà khi đó giá của một cái đồng coi dao động không quá nhiều thì các bạn sẽ phải theo dõi xem là khi nào giá của cái đồng coi đó À, vượt qua được cái khoảng gọi là khoảng tích lũy và tiến sát đến cái đường à, cản trở thì các bạn có thể chốt lãi ở cái khoảng đó và nếu như tiếp tục vượt qua được cái đường cản trở thì nó báo hiệu một điều là giá của giá của cái đồ thị đó sẽ tiếp tục đi lên. À, như vậy là cái về về mặt phân tích biểu đồ à, của cái đồng Kyber này cũng cho chúng ta thấy là trong thời gian tới có thể là tháng 4 và tháng 5 thì à, đồ thị giá của Kyber sẽ có thể là tiếp tục tăng trưởng cùng với những cái sự hợp tác à, của họ hiện tại cũng như là cái nền tảng của họ đang chạy và thử nghiệm và có thể là ra mắt cái phiên bản hoàn chỉnh trong tháng 4 và tháng 5. Thì đó là liên quan đến cái đồng Kyber. À, đồng Coi tiếp theo trong cái tài liệu họ có nhắc đến chính là đồng ARK. ARK là một cái đồng Coi nền tảng, làm cái đồng Coi mà có cái công dụng là kết nối các Blockchain lại với nhau, có nghĩa là có thể kết nối được Blockchain Ethereum, Blockchain Bitcoin và tất cả những cái Blockchain khác À, những cái blockchain mà dùng cái nền tảng ARK này thì hoàn toàn có thể kết nối lại với nhau. thì à, để mà hiểu một cách chính xác thì nó khá là phức tạp. À, đối với những cái coin nền tảng thì các bạn đều hiểu là à, để mà chúng ta hiểu kỹ được cái công dụng của những cái coin nền tảng thì nó sẽ khá là mất thời gian để mà chúng ta có thể nghiên cứu thì các bạn có thể hiểu một cách đơn giản là cái đồng à, là cái nền tảng ARK sẽ giúp cho các blockchain được kết nối với nhau một cách dễ dàng hơn. Thì đó là cái công dụng của uh, của cái nền tảng ARK và trong thời gian tới thì uh, họ đánh giá cái roadmap của cái dự án ARK này là một cái một cái roadmap rất là tuyệt vời cũng như là chi tiết các bạn có thể xem cái roadmap đó ở trang ark.io uh, tiếp theo và là họ rất là tin tưởng cái dự án này làm cái dự án có cái uh, đường đi khá là dài hạn nó với cái công nghệ cũng như là cái sự độc đáo trong cái dự án này thì nó sẽ hứa hẹn là một cái dự án đường dài và sắp tới thì cái dự án ARK này sẽ trong năm 2019 ấy, à, sẽ ra mắt bản ARK Code và phiên bản thứ hai giúp cho tăng tốc độ trong cái nền tảng ARK cũng như là cho ra mắt ARK VM hoặc là ARK Virtual Machine à, cái, cái, cái ARK Virtual Machine thì sẽ giúp cho những cái người dùng à, sẽ gửi hợp đồng thông minh Smart Contract một cách nhanh hơn cũng như là những cái đối tác về Smart Price và À, với à, với cái những cái đối tác như vậy thì sẽ à, ARK hứa hẹn là sẽ còn à, có nhiều những cái blockchain khác được tích hợp vào trong cái hệ thống này. Đó, thì đấy là những cái sự kiện sắp tới của à, cái đồng cái cái hệ sinh thái ARK và cái đồng ARK này làm cái đồng coin mà được cộng đồng mình đã kiểm tra thì được cộng đồng nhắc đến khá nhiều và họ cũng đánh giá khá là cao. Đó là một cái đồng coin nền tảng. Và khi đầu đầu tư vào những cái đồng coi nền tảng thì thì nó sẽ là một cái, cái uh, công cuộc đầu tư lâu dài chứ không phải là trước mắt. Tuy nhiên là tháng 4, tháng 5 tới thì biểu đồ của cái đồng ARK vẫn cho thấy cho chúng ta một điều là đồng ARK này có thể uh, tăng trưởng. Thì mình sẽ show cho các bạn xem cái biểu đồ của cái đồng coi ARK. Thì theo phân tích của nhóm Prado sắp tới, uh, biểu đồ của ARK sẽ đi theo xu hướng là sẽ tạo ra một cái hình tam giác trước khi mà phá vỡ được cái downtrend và đi vào uptrend, các bạn có thể thấy hai mũi tên uptrend. Nếu như cái đồng ARK sẽ phá được cái mức phá được cái đường cản trở, thì uh, thứ nhất thì sẽ đi tiếp vào uptrend thì các bạn hãy lưu ý. Uh, tuy nhiên là uh, tuy nhiên là cái đồ thị giá của đường ARK này sẽ phải chừng sẽ phải gặp thử thách với cái việc là có một cái đường hỗ trợ ở bên dưới. Nếu như xuyên thủng cái đồ, đường hỗ trợ này thì rất có thể là giá của cái đồng coin ARK nó sẽ không đi theo cái lộ trình mà nhóm Bravado họ đã vẽ. Thế nên là nếu như các bạn muốn đầu tư vào cái đồng coin ARK thì các bạn sẽ phải tính toán cũng như là để ý xem là liệu trong thời gian tới cái đường đi của họ có vẽ ra đúng thành một cái hình tam giác như vậy không. Và nếu như đường giá của đồng Coi ARK đi theo đúng cái xu hướng này thì khả năng rất là cao nó sẽ tiếp tục tăng trưởng cho đến khi gặp cái đường cản trở và nếu vượt qua được cản trở thì nó sẽ tục uh, đi lên tiếp thì các bạn nếu muốn muốn đầu tư thì các bạn hãy theo đúng cái biểu đồ mà nhóm Bravado họ đã vẽ và chúng ta quan sát nếu như những cái xu hướng sắp tới mà đúng như vậy thì có thể khả năng cao là họ đã dự đoán cách rất là chính xác và nếu như các bạn cảm thấy cái xu hướng đó không như cái hình vẽ của cái nhóm Bravado họ cung cấp thì các bạn có lẽ là không nên đầu tư vào cái đồng coin này đó thì đấy là cái uh, sơ lược của mình về cái đồng coin ARK và cái đồng coin cuối cùng mà mình muốn nhắc đến đó chính là đồng vercoin à, vercoin là một cái đồng coin cũng là một đồng coin nền tảng và thực sự là khi mà mình đã tìm hiểu qua cái đồng vercoin này thì mình cảm thấy cái đồng vercoin này nó rất là hay và cái công dụng của nó thực sự là rất là hữu ích à, tuy nhiên nó sẽ có gặp một chút vấn đề thì mình sẽ chia sẻ với các bạn thì cái đồng vercoin là một cái đồng coin được thiết kế giống như là đồng bitcoin hoặc là đồng ethereum nó là một cái đồng coin mà giúp cho chúng ta có thể uh, uh, chuyển đổi để mà thanh khoản các đồng coin khác. Tuy nhiên điều đặc biệt của cái đồng Vercoin ý, so với Bitcoin thì các bạn đều biết là cái đồng Bitcoin hiện tại đang được đào bởi công ty Bitmain và họ đưa ra cái chip gọi là chip ASIC thì có đến 70 đến 80% số Bitcoin trên thế giới đã được đào bởi cái chip này và vì vậy Bitcoin đang gặp phải một vấn đề đó chính là Bitcoin đang cái lượng Bitcoin được đào ra đang tập trung bởi một công ty và một cái tổ chức uh, một cái tổ chức và một công ty và như vậy thì nó mất đi cái tính phi tập trung của một cái đồng coi của một cái đồng tiền điện tử và điều này thì hoàn toàn không tốt và cái đồng coi vercoin họ đã nhìn ra được điều đó và họ đã khắc phục được cái nhược điểm này của bitcoin đó là bằng cái việc họ vẽ ra họ viết ra một cái cốt và cái cốt này của cái đồng vercoin thì sẽ không cho phép các máy đào và cũng như là các chip ASIC đào một cách tập trung và dễ dàng như vậy và cái mục tiêu mà cái đồng vercoin này muốn hướng đến Ờ, chính là tất cả những cá nhân trên thế giới đều có thể sở hữu cái đồng vương và không một cái tổ chức nào có thể uh, sở hữu một cái số lượng quá lớn đồng vương coin thì mình nghĩ đây là một cái ý tưởng rất là hay tuy nhiên là để mà thực hiện được thì nó khá là khó khăn uh, bởi vì nếu mà để mà các công ty lớn cũng như là các cá nhân mà để ý đến một cái đồng coin nền tảng như là vương coin thì nó cần cái lộ trình phát triển rất là dài và để cạnh tranh được với Bitcoin và Litecoin thì nó là chuyện, chặng đường rất là trông gài phía trước. Tuy nhiên là về mặt ý tưởng thì mình đánh giá rất là cao cái đồng coin này. Ok, thế thì trong tháng tư và tháng năm tới thì đồng Vercoin họ sẽ có những cái sự kiện khá là quan trọng và họ sẽ bắt đầu đưa ra những cái sản phẩm mà phù hợp với một cái sàn giao dịch rất là nổi tiếng là sàn Coinbase. Coinbase là một cái sàn rất là lớn ở Mỹ và khi lên và và họ đang chuẩn bị là sẽ chuẩn bị À, họ đang chu chuẩn bị ra đưa ra cái cặp uh, trading đối với cái đồng uh, token uh, của Vercoin đó là cặp USD và Vercoin token. Ngoài ra thì họ cũng đánh vào cái thị trường châu Âu khi mà họ ra cái cặp uh, Pound cũng như Euro có thể dùng dùng pound và Euro để mà có thể trade được uh, Vercoin trên cái sàn Coinbase. Ok thì bạn các bạn có thể tham gia cái bản beta của cái đồng coin uh, Vercoin khi mà các bạn click vào cái link này. À, ngoài ra thì Vercoin đang làm việc với uh, các nhà phát triển của công ty Litbox thì Litbox là một cái công ty về phần cứng và sẽ giúp giải quyết cái vấn đề liên quan đến bảo mật cũng như là liên quan đến Lightning Network thì Litbox sẽ uh, hỗ trợ cho tất cả những cái đồng coin mà chạy trên Lightning Network và trong đó thì có Vercoin và Litbox thì sẵn sàng đi vào hoạt động vào tháng 6 như vậy là tháng 4, tháng 5, tháng 6 là ba cái tháng rất là quan trọng đối với bản thân cái đồng Verkoy khi mà họ có khá là nhiều sự kiện quan trọng. À, vậy thì chúng ta đi đi vào cái phân tích biểu đồ giá của Verkoy trong thời gian tới. Ok, đây chính là à, đồ thị giá của Verkoy. Thì à, với cái đồ thị hiện tại thì Verkoy hiện tại đang à, hình thành một cái dạng mô hình gọi là mô hình hai đáy. Thì các bạn có thể kiểm tra cái mô hình hai đáy này về lý thuyết là như thế nào trên web đúng không ạ? sau khi mà đồ thị vẽ được hình chữ W thì nó sẽ có một cái điểm breakout và nếu như thoát được cái điểm này thì đồ thị của cái đường của cái đồ, đồ thị giá sẽ đi vào cái uptrend. Và đúng như vậy thì hiện tại với ba sóng của cái đồng coin coi thì hiện tại đang sắp sửa vẽ lên một cái hình chữ W và các nhóm Bravado họ kỳ vọng là trong tháng 4 và tháng 5 thì đường Vercoin thì cái đồ thị giá của Vercoin này sẽ đi tiếp vào cái uptrend và hiện tại cái vùng màu xanh này chính là vùng uh, tích lũy vùng tích lũy thì các bạn nếu mà muốn đầu tư vào đồng Vương coi thì có thể tham khảo khi nào mà cái đồ thị giá vượt qua được cái đường tích lũy chứng tỏ nó đi vào cái uptrend và sẽ gặp cái đường cản trở ở cái mức khoảng 31 đến 32 ngàn satoshi Đó, nếu mà vượt qua mức 31 32 ngàn satoshi thì tiếp tục sẽ cái đồ thị giá sẽ tiếp tục đi tiếp tuy nhiên là để mà chắc chắn thì các bạn có thể trade, uh, chốt chốt lãi trước cái vùng 31 và 32 ngàn satoshi đó thì đấy là liên quan đến cái đồ thị giá của cái đồng Vercoin thì mình nghĩ uh, họ đưa ra cái, cái những cái sự kiện quan trọng thì nó khá là trùng khớp với cái mô hình mà đang đang thể hiện một điều là đồng Vercoin này có thể sẽ tăng giá trong 2 đến 3 tháng tới thì các bạn hoàn toàn có thể tham khảo. Đó, như vậy là mình đã chia sẻ xong cho các bạn cái tài liệu liên quan đến những cái đồng coin tiềm năng của đồng Bravado và họ không chỉ phân tích những à, sự kiện quan trọng mà họ còn đưa ra những cái biểu đồ mình nghĩ là cả về mặt kỹ thuật à, liên và cả về mặt à, tin tức thì nó khá là trùng khớp với nhau Thế nên là các bạn hoàn toàn có thể tham khảo tuy nhiên là nếu mà các bạn quyết định đầu tư thì các bạn phải à, theo dõi cái đồng coi đó ngay từ bây giờ chứ các bạn không nên mua xong các bạn để đó thì nó rất là nguy hiểm nhất là trong cái giai đoạn à, giá của bitcoin vẫn đang rất là thất thường và còn có thể tụt giảm sâu nữa thì các bạn hoàn toàn có thể cân nhắc được không ạ sắp tới thì mình đang rất là muốn làm một cái series liên quan đến review những cái đồng coin mà mà các bạn mà subscribe của một các subscriber của mình quan tâm thì các bạn nào mà muốn review những cái đồng coin nào thì các bạn có thể comment ở dưới video này và nếu như nhiều bạn quan tâm đến đồng coin đó thì mình sẽ làm một cái video để mà review cho các bạn thấy được cái tiềm năng cũng như là có thể cái đồng coin đó có thể phát triển được trong tương lai hay không thì mình sẽ rất là cố gắng mình nghiên cứu cũng như là tham khảo nhiều nguồn để mà đưa ra được cái nhìn khách quan nhất để giúp các bạn thì các bạn có thể comment ở dưới video này để cho mình biết. Ok, à, hôm nay video mình khép lại ở đây. Thì các bạn nào thấy video hữu ích thì các bạn có thể like và subscribe kênh YouTube của mình. Sắp tới mình sẽ còn rất là nhiều những cái video liên quan đến cập nhật tình hình thị trường, review ICO và review các đồng coin top trên thị trường. Thì các, hy vọng là sẽ giúp cho các bạn có được những cái thông tin hữu ích khi mà bước vào cái thị trường hiện tại đang rất là khó khăn này. À, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau xin chào